hai phương pháp đó, các em cứ thế mà triển thôi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đi vào ví dụ số 1. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là pi trên 3 và trừ pi trên 6. Và thầy cần cho thêm đó là phương trình A là dạng dạng cốt xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên. Đúng chưa? Các em nhìn đây ạ. Thầy sẽ giải bằng hai cách nhé. Cách một là dùng các kiến thức thông thường, cách hai dùng máy tính được, đúng không nhỉ? Ở đây các bạn chú ý này. Ở đây các bạn chú ý hai dao động này cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ. Cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ có nghĩa là A1 bằng A2. Đúng không ạ? A1 bằng A2. Thay giả sử bằng một biên độ A là đó. Được chưa? Chúng ta có dữ kiện tiếp theo. Đó là pha ban đầu phi 1 của thầy bằng pi trên 3. Phi 2 của thầy bằng trừ pi trên 6. Xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên. Đúng chưa? Rồi, thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm gì? Ở đây nhé, cách 1. Đề bài yêu cầu đây là xác định phi, pha ban đầu của tổng hợp, phi bằng hỏi chấm, dao động tổng hợp nhé. Ở đây thầy ký hiệu là A sao? Để các em đỡ nhầm với lại cái biên độ tổng hợp A mà ta học trước đó nhé. Đó, bây giờ cách 1 là ta dùng gì? Để xác định được pha ban đầu thì ta phải xác định được tang phi, công thức trong máy tính, trong lý trước thầy nói rồi nhé. Ta có tang phi bằng gì ạ? A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia cho A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Đúng không ạ? Giờ ta chỉ việc gì ạ? Thay số thôi nhé. Đây là tương đương với tang phi. Ta sẽ dàng thấy là gì ạ? Do A1 bằng A2. Thế lên, thầy hoàn toàn thầy triệt tiêu được A1 A hết sạch luôn. Đặt A1 trung ra mà, A1 bằng A2 mà. Như vậy tang phi lúc này chính bằng gì? Sin phi 1 chính là sin của pi trên 3. Sin phi 2 là sin của trừ pi trên 6. Cos phi 1 là cos của pi trên 3. Và cos phi 2 là cos của trừ pi trên 6. Các em hoàn toàn có thể bấm máy tính ra kết quả này luôn được. Hoặc có thể nhầm nhé. Sin 60 độ thì bằng căn 3 trên 2. Sin của trừ pi trên 6 trừ 1/2. Đấy. Cos của 60 độ bằng 1/2. Và cos của trừ pi trên 6 căn 3 trên 2. Đúng chưa nhỉ? Đấy, chúng ta chia được tang phi bằng gì đấy ạ?